Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Minh họa sự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thôn Tăng Hòa triển khai chậm tiến độ. Phần cuối chương trình là những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2019, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập 5 đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại các huyện Quảng Ninh, Lê Thủy, Tuyên Hóa, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và sở chỉ huy diễn tập tỉnh. Đến thời điểm này, các huyện thi thành phố tham gia diễn tập đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và các văn bản hướng dẫn bảo đảm đúng quy định và chỉ đạo của cấp trên hệ thống công trình hầm hào công sự trần địa căn cứ chiến đấu giả định và mặt bằng các đường cơ đồng của các loại phương tiện đã hoàn thành được 98% khối lượng đảm bảo chất lượng quy cách công tác ngụy trang đang được gấp rút hoàn thiện các nội dung huấn luyện thực binh đánh địch đổ bộ đường biển thực binh đánh địch xâm nhập biên giới thực binh cùng lang xã chiến đấu phòng thủ thực binh phòng chống gây rối bao loạn và thực binh sơ tán và tổ chức lớp học thời chiến được cả đơn vị tổ chức luyện tập nghiêm túc sát với phương án kế hoạch và kịch bản có thể khẳng định rằng đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, có thể bảo đảm tốt nhất cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019. Hôm qua ngày 3 tháng 8, đoàn khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp với khối ngân hàng bảo hiểm tổ chức chương trình kỳ nghị hồng hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Đoàn đã đến dân hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Trường Sơn, Phả Long Đài ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Đây là tòa đầu lửa trong chiến tranh về quốc vĩ đại của dân tộc là nơi chứng kiến sự hy sinh oanh liệt của hàng trăm cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong để thông phà thông xe thông tuyến vận chuyển khí tài hàng hóa chi viện cho chiến trường miền nam chương trình kỳ nghị hồng hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè là hoạt động được đoàn khối doanh nghiệp duy trì tổ chức thường niên nhằm góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong đoàn viên thanh niên trong đó tập trung vào các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên và bà con dân tộc vùng biên giới vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn phát triển kinh tế xã hội Dịp này, đoàn đã trao tặng một sân chơi vườn cổ tích cho các em nhỏ của trường mầm non Lâm Thủy, tổ chức thăm hỏi già làng, trường bàn và tặng 42 xuất quà cho bà con bản tăng ký xã Lâm Thủy và 6 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi do đồn biên phòng làng Ho nhận đỡ đầu. Tổng trị giá các phần quà là hơn 60 triệu đồng. Đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh và các đoàn viên thanh niên trong khối cũng đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phạt thuộc miễn phí và cắt tóc cho bà con nhân dân và các em học sinh trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyền Bộ Trạch vừa tổ chức lễ khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Xuân tại thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc, huyền Bồ Trạch. Bà Phạm Thị Xuân là vợ của liệt sĩ Hoàng Quốc Việt, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nay, bà tuổi đã cao, sức yếu, mọi sinh hoạt trong cuộc sống phải nhờ vào sự chăm sóc của người thân. Ngôi nhà bà Xuân đang ở hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa của Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ 80 triệu đồng xây ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình. Đồng thời các ban ngành đoàn thể cùng bà con lối xóm hỗ trợ gia đình ngày công lao động. Dự kiến sau 3 tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Hội nạn nhân chất độc da cam điêu sinh thành phố Đông Hới vừa tổ chức trao qua tiệp sức điện trương cho con em các nạn nhân da cam trên địa bàn. Hội đã trao 92 xuất quà, mỗi xuất tỷ giá 600.000 đồng cho các cháu là con nản nhân chất độc da cam. Hai suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho hai em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi năng khiếu các cấp. Đây là một hoạt động hàng năm của các cấp hội nạn nhân chất độc da cam thành phố, được thêm năm học mới và kỷ niệm 58 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam. Những món quà này sẽ là nguồn động viên giúp các em nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập và rèn luyện. Sáng nay, ngày 4 tháng 8, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức gặp mặt các cơ sở liên kết đào tạo, cựu sinh viên và học viên tại Quảng Bình với chủ đề Hồi ngộ tri ân phát triển. Trường học luật là một trong tám trường đại học thuộc Đại học Huế. Từ năm 2009 đến nay, trung bình mỗi năm trường đào tạo hơn 1.000 sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học và liên thông đại học. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội và nhân văn, tổ chức các dịch vụ pháp lý, cung cấp sản phẩm khoa học, nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Buổi gặp mặt này là một trong những hoạt động gắn kết nối liên hệ giữa các thế hệ sinh viên học viên với nhà trường, đồng thời là cơ hội để các thế hệ sinh viên học viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như góp phần định hướng cho các thế hệ sinh viên học viên đang học tập tại trường. Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và các trang thông tin điện tử thành phần. Theo đó, mọi thông tin dữ liệu đưa lên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình do cả cơ quan tổ chức trực tiếp cập nhật tại mục được sao hoặc thông qua hộp thư điện tử của ban biên tập. Thủ trưởng cả cơ quan tổ chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của thông tin đã cung cấp. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình thường xuyên giả soát, kịp thời phát hiện lỗ hồng, sự bắt cập để nâng cấp, đảm bảo công nghệ tiên tiến, tốc độ nhanh, giao diện thân thiện, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, hoạt động 24 trên 24 giờ. Ủy ban dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu thực hiện quản lý về kỹ thuật vận hành. Văn phòng Ủy ban dân tỉnh chủ trì quản lý, cung cấp thông tin lên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Ngày 3 tháng 8 năm 2019, đội quản lý thị trường số 5, cục quản lý thị trường Quảng Bình tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 47C 17247 do ông Nguyễn Anh Tuấn có địa chỉ tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Cà Đông Anna, tỉnh Đắk Lắk điều khiển và tạm giữ lô hàng thời trang được ngoài đã qua sử dụng. Qua quá trình kiểm tra phương tiện vận tải, đội quản lý thị trường số 5 phát hiện trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 47C17247 vận chuyển 16.200 kg vải các loại được đựng trong 270 bao lác trọng lượng mỗi bao là 60 kg. Đây là hàng thời trang đã qua sử dụng, trên cả sản phẩm hàng hóa đều có dính tem hàng hóa, thể hiện thông tin bằng tiếng nước ngoài, trong đó có một số sản phẩm thể hiện nơi sản xuất như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ý. Đội quản lý thị trường số 5, cục quản lý thị trường Quảng Bình đã tham giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Những năm qua, cả cấp hội nông dân huyện Quảng Trạch đã tập trung tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể như thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ đoàn kết, góp phân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Hội nông dân huyện Quảng Trạch đã tạo điều kiện tập huấn, tiếp cận thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất là phát huy hiệu quả các ngành nghề truyền thống. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện hội đã thành lập được 87 tổ hợp tác, 14 hợp tác xã làm ăn có hiệu quả. Bên cạnh đó, hội cũng đã có các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến khích người dân phát triển kinh tế trang trại, nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả đất đai, nguồn vốn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hội viên. Thời gian qua, nhờ triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ và chuyển đổi nghề trong sản xuất thủy sản nên sản lượng đánh bắt và nuôi trồng trên toàn huyện Bộ Trạch tăng so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Bộ Trạch đã hỗ trợ 70 tỷ đồng cho 350 tàu cá theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hướng dẫn bà con tập trung xử lý ao hồ thả nuôi giống có chất lượng cao. Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện hiện đạt gần 1.070 ha. Tổng sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng trên địa bàn đạt 11.600 tấn. Trong đó, sản lượng đánh bắt đạt trên 10.600 tấn. Để đồng viên ngư dân ra khơi bám biển và nâng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, từ nay đến cuối năm, huyện Bộ Trạch tiếp tục tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ các tàu cá theo các quyết định của chính phủ, cũng như quan tâm, chỉ đạo các địa phương, hướng dẫn bà con mở rộng diện tích và thả nuôi rồng đạt chất lượng đúng kỹ thuật. Thưa quý vị và cả ban, khu tái định cư Tăng Hòa được triển khai nhằm mục đích di rơi sắp xếp ổn định cuộc sống cho các khu dân sống trong vùng sạt lở đất ở thôn Tăng Hòa, xã Hòa Sơn, huyền Minh Hóa. Vậy nhưng sau hơn 2 năm triển khai, công trình này vẫn chưa hoàn thành. Cũng như nhiều hộ dân ở khu tái định cư Tăng Hóa, để có điện chiếu sáng sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, gia đình chị Đinh Thị Biên và anh Ca Văn Thân đã phải gom góp tiền cùng với bốn hộ gia đình khác đầu tư đường dây điện dài hàng km đầu nối từ nơi ở cũ sang nơi ở mới. Tuy nhiên, do hệ thống điện từ làm khoảng cách dài nên điện cũng chỉ đủ để dùng chiều sáng trong gia đình và nấu cơm. Chứ yêu cầu thì phải cắt tiền phải xin là phải cho xin một cái điện cho đỡ mà màu cho cho dán thoát này, cắt điện cho nó thoải mái trong gia đình mình, căn cần mình bắt, bắt giúp cái họ này phức tạp như cái lắm. Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thôn Tăng Hóa được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 10 ha, bao gồm đất rừng sản xuất, đất màu, đất chăn nuôi tập trung, khu dân cư với tổng mức đầu tư lên gần 35 tỷ đồng và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2015 đến năm 2017, thi công các hạng mục san nền, tạo mặt bằng, bố trí cấp 31 lô đất ở, bình quân 400 m2 một hộ gia đình xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học, đường và hệ thống cấp điện. Giai đoạn 2, dự án tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch và một số hạng mục còn lại. Tuy nhiên, thời gian thực hiện giai đoạn 1 đã qua gần 2 năm mà một số hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thành như hệ thống điện, công rãnh thoát nước, đường học, bồ trì mặt bằng nhà ở. Khu tái định cư thôn Tăng Hóa hiện mới có 14 hộ gia đình đăng ký vào nhận đất xây dựng nhà ở. Thì gắn với đây ở thì cũng nói chung là nhà là tam ổn ạ. À con cuộc sống thì con thiếu thốn nhiều mà cái cái thiếu thốn thứ nhất là nước chưa chưa có này cái thứ hai là điện sau nữa thì trong cái khu tái định cư này là chúng là họ cũng làm quá rồi nhưng mà thầy chưa bảo đảm cụ thể là rảnh cổng là làm chất lượng không ăn thua đáng lẽ là trước là họ đưa khuôn video họ gắn từng từng miếng thôi mà sau là họ cũng thấy cũng biết làm sao là họ chứ họ đắp trùn hô xong là họ, họ đắp đắp hô vô rồi họ quẹt rồi thôi thì mình thùng một, phát là hàn lủng đó hiện tại nhá điện đã đã làm rồi nhưng mà chưa đóng cái nữa là trong cái mùa mưa sắp tới đây á đặc biệt là mùa nắng vừa rồi thì bà con nhân dân cũng thiếu nước mà cái công trình này á, là có một cái cái hệ thống nước cho bà con nữa cho nên cũng rất là mong nhà nhà nước tiếp tục là quan tâm đầu tư hoàn chỉnh cái dự án này để cho bà con hưởng lợi để bà con được cái ổn định cuộc sống. Mục tiêu ban đầu của dự án đề ra là ổn định sản xuất, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân nằm trong khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Mùa mưa bão đang cận kề mà nhiều hộ dân nằm trong vùng ngập lụt, sạt lở núi ở Tăng Hóa vẫn chưa di rời đến nơi ở mới do nhiều hàng mục vẫn chưa hoàn thành hơn bao giờ hết, người dân đang rất cần sự quyết liệt của các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo một cuộc sống ổn định lâu dài. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai đảng. Vừa qua, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra hội thảo lý luận lần thứ bảy giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới. Sau hai báo cáo của đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và của đồng chí Ký Kèo Khải Khăm Phỉ Thun, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào, trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Các đồng chí lãnh đạo, nhà lý luận, nhà khoa học của hai đảng đã trình bày 10 báo cáo, tham luận, tập trung đề cập những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của mỗi đảng, như xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị trong tình hình mới, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với thực tiễn, thực hiện cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong tình hình mới, xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muôn. Các báo cáo tại hội thảo đã được hai bên trao đổi, thảo luận sôi nổi và đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp của mỗi nước, qua đó làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước cùng quan tâm, đồng thời nhận mạnh vai trò then chốt của đảng trong lãnh đạo đất nước nêu bật tình tiên phong của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới ở Việt Nam và Lào. Công tác xây dựng Đảng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tiến hành đại hội Đảng các cấp ở mỗi nước. Những nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày và thảo luận tại hội thảo giúp cả cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoạch định chủ trương đường lối chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi Đảng và thành công trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình cần tiếp tục tham mưu các cấp ủy đảng quản trị và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ cả cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng là yêu cầu của đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương tại buổi làm việc với ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình. Đồng chí trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình đã đạt được trong 7 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình tập trung chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy. Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là định hướng đấu tranh phản bác cả quan điểm sai trái trên internet và mạng xã hội. Đồng chí trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cũng đã cho ý kiến về một số kiến nghị đề xuất của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Bình. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019. Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai kế hoạch của tỉnh về thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, tăng cường kiểm tra đôn đốc các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đất ở, các dự án tạo quỹ đất đảm bảo đúng quy định kiểm tra điều chỉnh quy hoạch các khu du lịch ven biển, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân hệ thống đường cầu Nhật Lệ 2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khai giảng năm học 2019-2020, chú trọng công tác phòng chống các loại dịch bệnh, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chính quyền điện tử, xây dựng đề án thiết lập hệ thống thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh phi giấy tờ đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình quảng trường trung tâm và tượng đài chủ tịch hồ chí minh với nhân dân quảng bình triển khai thực hiện các nghị quyết, thông báo kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh vừa qua. Tổ chức thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ 2019, thực hiện các giải pháp đồng bộ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng vừa đi kiểm tra hoạt động du lịch tại khu vực Phong Nha, Kẻ Bàng. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng và lực lượng công an trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh du lịch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tăng cường sự tham gia của cả cộng đồng trong phát triển du lịch quan tâm đến vấn đề môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại khu du lịch quản lý giá dịch vụ du lịch quản lý việc phát triển các cơ sở lưu trú phát triển một số sản phẩm du lịch mới du lịch sinh thái đảm bảo quy hoạch vùng với mục tiêu kéo giảm ít nhất 3% tỷ lệ tội phạm hình sự so với năm 2018, Công an tỉnh Quảng Bình và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 16 tháng 9 năm 2019, lực lượng công an sẽ tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, chủ động tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương trong việc giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, tranh chấp kéo dài, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự triển khai quyết liệt các kế hoạch biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động tiền dùng đen đánh bạc cá đồ qua mạng internet tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội lập hồ sơ quản lý đưa các đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc đẩy mạnh tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng siết chặt kỷ luật kỷ cương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm